Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Pháp và với bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam thì Thu Trang là một gương mặt rất là quen thuộc khi cô là người dẫn hầu hết các chương trình sự kiện lớn của Việt Nam tại Pháp. Và có một điều tuyệt vời hơn cả, đó là khi cô chính là người có sáng kiến và cũng là người trực tiếp thực hiện đưa những cái hình ảnh Việt Nam, hình ảnh biển đảo Việt Nam lên content của Pháp và được Bưu điện Pháp phát hành. Rất là mừng hôm nay Thu Trang đã có một cuộc trở về Việt Nam và đồng ý trò chuyện với cả VOV5. Thu Trang có thể cho biết cái quá trình từ lúc nảy ra ý tưởng đến lúc thực hiện hoàn thành cái công việc thú vị này. Từ đầu tiên thì khi mà sang Pháp để du học thì đã tham gia rất nhiều các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp với cộng đồng người Việt và cũng như là với những người Pháp yêu mến Việt Nam. Thì trong quá trình đó thì cái thời gian mình gắn bó với cái hoạt động này cũng khoảng gần 10 năm. Và càng ngày nó càng làm cho mình có thêm cái đam mê để quảng bá nhiều hơn nữa hình ảnh Việt Nam tại Pháp. Và từ những cái đam mê, những cái ý tưởng đó thì Trang đã viết nên những cái ý tưởng, cái dự án để quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong số những ý tưởng đó thì có một cái ý tưởng mà được đánh giá rất là cao là phát hành bộ tem có hình ảnh Việt Nam tại Pháp. Thu Trang có thể cho biết là vì sao bạn lại chọn hình ảnh biển đảo Việt Nam lên con tem của Pháp? Hẳn là biển đảo Việt Nam có một cái, bạn thì có một cái kỷ niệm gì đấy sâu sắc với biển đảo Việt Nam. Xuất phát từ cái cơ duyên là được đến thăm biển đảo, thăm Trường Sa cùng với Bộ Ngoại giao và kiều bào của mọi nước. Thì đến đây thì mình mới thực sự cảm thấy là mình hiểu hết hơn về Việt Nam, cũng như là có cơ hội được đi để thăm hỏi và tìm hiểu biết rõ hơn về các cái vùng biển đảo Trường Sa. Thì nó để lại quá nhiều cái cảm xúc và nó như là một cái, nó là cái mối duyên nhưng mà mình năng động, mình cảm giác mình năng động với Trường Sa. Cùng trong năm đó thì Trang có tham gia cái cuộc thi là thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiều bộ chủ quyền biển đảo, thì do Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam tổ chức cùng với Liên hội Thanh niên. Thì cuộc thi này Trang tham gia với cái ý tưởng là gửi cái bài viết là Hoàng Sa, Trường Sa và công tác truyền thông. Thì có đưa ra ý tưởng làm rất nhiều hoạt động để quảng bá về hình ảnh biển đảo Việt Nam. Thì trong các cái ý tưởng này có đưa ra một cái sự kiện tổng hợp về biển đảo, trong đó có ra mắt một bộ tem. Thực sự là rất là ấn tượng khi nghe bạn chia sẻ về cái quá trình thực hiện ý tưởng cũng như là cái hoạt động của bạn, những cái kết quả mà bạn đã làm được. Vậy thì bạn có thể cho biết lý do vì sao một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này lại có thể làm được nhiều việc như thế, nghĩa là lý do nào khiến cho bạn tham gia vào công việc ngoại giao văn hóa, đưa những hình ảnh, những vẻ đẹp Việt Nam đến gần với cả công chúng Pháp hơn? Thực ra thì khi Trang sang Pháp du học, cuộc sống sinh viên xa nhà mình thì mới đầu cũng rất là bỡ ngỡ, cho nên là cũng muốn tham gia nhiều các hoạt động gắn bó với Việt Nam để cảm thấy gần quê hương của mình hơn. Thì cũng rất là may mắn là Trang đã tham gia với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp các cái hoạt động để quảng bá văn hóa. Khi mà các hoạt động văn hóa của Việt Nam tại Pháp thì thường là giới thiệu các cái di sản, các cái giá trị truyền thống của Việt Nam, thì càng ngày càng yêu nó hơn, và nhất là khi mà xa nhà thì cái ở sống ở một đất nước xa lạ thì cái tinh thần tự tôn dân tộc ấy, nó tự dưng nó kiểu nó trỗi dậy, khiến mình phải làm một cái gì đó gắn với quê hương và cái bản sắc của mình. Khi mà mình làm thì được sự quan tâm, yêu mến của rất nhiều bạn Pháp cũng như là cộng đồng người Việt, nó lại càng làm có cái chất xúc tác, nó khiến cho Trang phải làm nhiều hơn và làm hay hơn. Cho nên là nó là một cái đam mê, nó là một cái tình yêu. Thì bất cứ người Việt nào cũng vậy thôi, khi mà sinh sống ở nước ngoài họ đều muốn hướng về quê hương nguồn cội như vậy. Và trong các cái cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam ở Pháp như ở nước ngoài thì thường thì cũng được nghe nhắn nhủ rất là nhiều, mỗi một du học sinh, mỗi một kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như là một sứ giả văn hóa để quảng bá văn hóa của dân tộc, của quê hương mình đến với đất nước sở tại cũng như là với cộng đồng công chúng quốc tế.
Xin cảm ơn Thu Trang về cuộc trò chuyện thú vị. Rất là mừng khi biết được là Thu Trang tới đây sẽ có những cái hoạt động chuyên nghiệp hơn. Vì vậy xin chúc Thu Trang ngày càng gặt hái được nhiều thành công cũng như những cái ý tưởng tham gia vào hoạt động ngoại giao văn hóa. Xin cảm ơn Thu Trang đã dành cho VOV5 một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Cảm ơn chị, cảm ơn VOV5.